ở đây 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 là cho mình hỏi là CB dành cho động cơ là nó nguyên lý nó hoạt động như thế nào? À, cái này mà CB dành cho động cơ hơi ngộ ta. Dòng là 26 ampere. 26 ampere test. À không phải CB bạn. Cái này là cái theo mình đoán được nó là relay outlet. Relay outlet. Con này chắc chắn là relay outlet, relay nhiệt. Đúng rồi, MT. Con này dòng là cái ngưỡng từ 26 đến 32. Con này thì hay là CB ta? Hay là CB chỉnh được dòng giống như khởi động mềm vậy ta? Nga qua thử cái này của cái này là cái gì đó Nga? CB bảo vệ động cơ hả? Cái này là motor. À đây. Cái này hơi ngộ nha, mình chưa thấy nha. Dạ. À, compact trend. Bảo vệ và điều khiển ổn định. Từ 1.6 đến sao nó giống cái relay nhiệt dưới ta? Dạ. Đúng rồi. Giống. À, cái về chức năng của thằng này là thằng này thì nó không bảo vệ ngắn mạch mà chắc chắn thằng này nó bảo vệ ngắn mạch được đúng không? Dạ. Thằng này vừa bảo vệ ngắn mạch nè. Nó vừa giống như CB mà nó vừa rồi có nghĩa là cái con này là vừa bảo vệ được ngắn mạch, vừa bảo vệ được quá dòng. Dạ. Nhưng con này không bao giờ bảo vệ được ngắn mạch. Dạ, dạ đúng rồi. Đúng rồi. Ok. Còn con này là cái con khởi động từ hơn ngộ hả? Dạ, con này khởi động từ á. Dùng với dân dụng hả? Dạ. Yeah. Cái này là mình để ở chế độ auto là nó nhảy luôn rồi đúng không? Dạ. Yeah. Auto thì nó tác động mình đóng như mấy con bình thường phải không ạ? Dạ. Con này cũng là computer luôn. Cảm ơn. Cảm ơn anh em kỹ thuật rất là nhiều. Cái dàn ô cắm quá xịn đấy. Bây giờ đi phải đi lấy xe đó. Cái này là cái ICB. Bây giờ mình tắt động, mình tắt đi ha. Rồi, ở nước on. Mình kích được thông thường thì cái này mình kích còn mấy cái ha? Một mình ở đây không? Một cái. Hai. Mình nha. Khách nó tới. Ba. Tạm nghỉ chưa là tới. Chưa. Bốn. Năm. Bảy cái. Sáu. Đó, chuẩn bị chuyển đất rồi đó. Bảy cái. Bảy. Lên chát. Chát cam ha. Bây giờ mình bấm nút nút số 1 này cho lên đúng không nè? Dạ. Ok. Đúng 7 cái giống như các hãng khác bình thường. Dạ. Quý vị nhìn sẽ thấy cái ICB này 2000. Thằng này đẹp quá. Cái này là cái ITS phải không em? Dạ. ITS. Quý vị sẽ nhìn thấy ở nút này là Man Auto. ITS dẫn như CB khối à. Chưa nhảy đâu không? Rồi à, chát đây. Đây nó nhảy này, chát đây đúng không? Qua cái chát màu đây. Ok. Có màu cam đây. Rồi tác động ha. Anh phải chỉnh. Rồi cho men ok. Con này là dính nhau một luôn hay sao bạn ha? Dạ, cái đó cái khóa cơ khí á. Cái này cái interlock cái gì? Dạ, interlock nó khác. À, cái loại là hai con này nó khóa liên động giữa hai con này đúng không? Dạ. Hàng lắm. Các bạn đón chờ đi, tôi lên tôi mượn cái hãng Ligin này tại vì tôi quay phim cho các bạn.
đây nếu mà con mấy con ICB này nó có xin chip đi theo không em? Dạ, ICB này xin chip rồi. Xin chip rồi, mình có nghĩa là mình gắn rồi mình mở cái này mình bỏ vô đúng không? Hai bên má này đúng không? Dạ. Rồi. Đây giống như ICB chống giật kia vậy? Dạ đúng rồi, đây còn ICB chống giật á. Dạ. Các bạn thấy đây là một cái khóa rất là hay, rất là đơn giản nha. Đúng chi như thế này là mình khóa lại, bật lên không được, lên tới đây nó ngãn rồi. Tới 300mA. Đố các bạn tại sao tôi bấm dưới te là nó không nhảy không? Vì nó không có điện. Cái này hả? Cái này là cái gì em ạ? Cái này là anh gắn cái con CB á, thì nó sẽ thành RCPO. Rồng rò ngắn mạch quá tải. RCPO. Dạ rồi. Cái sản phẩm này quá lạ em ha. Dạ. Module này chủ yếu là cho nó mở rộng nó cái ampe lên. Cái chống giật của anh thì nó tầm tới 40 là hết. Nó không hơn 40 nhưng mà mình kết hợp cái con MCB tép với cái module cấp rò này nó sẽ lên tới 63. Dạ. Lớn lắm. Nó xài cho pin mặt trời sao nó quá, nó nói tắt cái này lại với đúng em rồi, à. Nó nói tắt á, nó lên tới 800V, nó nói qua đây, đầu vô đầu ra, nó bảo vệ á. Ứng dụng của này nó làm trong trường hợp là chưa có hiểu nha. Dạ, nó làm cho tấm pin mặt trời á, tấm pin mặt trời nó vô. Rồi tấm pin mặt trời nó vô. Nó vô CB anh xong nó qua bộ sạc. Nó qua bộ sạc. Dạ. Tại khi anh ghép mấy tấm pin mặt trời lại với nhau á, dòng cái điện áp nó lên rất là cao. Rồi. Nên vô đây cái con này nó tới 800V. Nó thiết kế lên tới 800. Khi mà mình đấu cực âm cực dương mình khóa về thì mình bắt đầu mình đi ra đâu? Dạ. Đây đầu này là đầu vô. Vô đây đầu là vô. Dương âm. Rồi ra là đây. À ra đây còn cái này. Dạ. Mình khóa lại đây. Dạ. À cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Mình thấy mấy cái đồ điện này rất là thích. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Có nhiều cái món nó lạ quá, phải đi triển lãm như thế này mới biết được. Giống như tôi nha, tôi chẳng biết nói gì hơn hết trơn á. Tại vì chưa có về catalog cái nó cho nên cũng chưa phân tích được. Mà trên CB thì nó chỉ có nguyên lý á, làm việc là chỉ có nhiệm vụ nó là bảo vệ dây dẫn là chính thôi. Đó, liên động với hai cái này cho an toàn. Khối bên này hai nguồn. Ở dưới này chúng ta đấu lúp chung lại. Để đi ra tải một lò chiếu khác. Ở đây một loại ITS chiếu khác. Quý vị cho thấy là nó bốn cực như thế này, nó đấu thẳng vô luôn và ở dưới này lót đưa tải. Ở trên này đúng rồi, ở đây này hai nguồn. Rồi thân chèo. Các bạn xem dưới chân cái này ha. Mình còn đi đầu thì như thế nào ha. Em cho anh hỏi nè. Như vậy cái khối ETS này là một con đơn như thế này đúng không? Dạ. Thì như vậy đầu nguồn vào và đầu nguồn ra nó đâu? Đầu có nghĩa là con này riêng biệt ra một con.
Như vậy ở trên này là có đầu là Incom, Incom 1 và Incom 2 dạ, chứ. Ở đây là nguồn. Ở đây cũng là nguồn. Giờ ra hai bên đây sẽ là ra. Ủa, hai con này là đi đôi với nhau hả? Dạ. À, anh cứ nghĩ là một con một ở trên một bảng wall. À rồi rồi, dạ, rồi anh hiểu rồi. Có nghĩa là Incom 1 và Incom 2 này. Dạ. Nối tắt hai con này lại với nhau, dạ, đưa ra một đầu. Dạ. Nó được điều khiển bởi cái bo của Ligin này đúng không? Dạ. À, thưa các bạn, đây là bo điều khiển Ligin nha. Còn cái này nó lập trình bằng vi xử lý như thế nào thì cái chuyện đó dành cho chơi bên điện tử họ làm ha. Ok. Rồi, cảm ơn bạn Nga rất là nhiều. Xin chào các bạn, đây là hãng Ligin của Pháp. Xin chào quý vị.